Alo, anh có thể nói câu hỏi của mình. Là có ba vợ có bốn người con, nên là chứ trao đổi là chứ vợ nào cũng nói là ở vợ đâu thì vợ thứ hai thì nói đi vợ nào thì chứ cũng biết thì như cơ thủ tình yêu cho một lúc tiên ạ. Vâng, câu hỏi của anh thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh ạ. Chào anh. Vâng. Anh nói là hiện nay mình có tới ba người vợ đúng không? Có ba người vợ mà bốn người con. Ba người vợ bốn người có con. Có hai trai lại. Thực ra thì thế này, cũng không rõ là anh đến với các chị trong những cái hoàn cảnh như thế nào. Bởi vì thông thường thì theo như chúng tôi được biết là mỗi một người đàn ông thì sẽ có một người vợ thôi đúng không? Thế thì Vâng. nhưng mà thế trong trường hợp này thì anh có ba chị thì nó là trong những hoàn cảnh như thế nào nhỉ? Anh có cho biết được không? Cái hoàn cảnh này thì trước đây cưới cái vừa đâu mà vừa pháp luật đăng ký á thì là được một người con, hâm 3 năm rồi mới đẻ đi một người khác thì đẻ được một đứa con trai. Vừa thứ ba thì đại thể là một cái hoàn cảnh là vì con cái khó khăn, ba vừa đó thì vừa nào cũng có con cả, cho nên chị hỏi cơ sở tình yêu cho nói là ở cái vừa pháp luật chứng nhận á hay là ở vừa hai hay ở vừa ba thì cái này là như lời khuyên của cơ sở Đấy, tình yêu ạ. thông thường thì nếu mà gọi là ra trước pháp luật thì anh ở với chị mà có đăng ký sẽ là phù hợp nhất. Tại vì Vâng. sao? Tại vì là anh với chị là có đăng ký này, thế rồi cũng đã Vâng. sinh ra được một cháu hay là hai cháu gì đấy. Thế nhưng mà sau đó thì anh cũng lại do cái hoàn cảnh này hoặc khác mình lại có một thêm hai cái người vợ nữa. Vâng. Và các chị ấy khi mà đến với anh thì không biết là các chị có biết anh đã có gia đình không? Con vẫn vẫn biết chứ khi đau ốm thì cùng ba người nữa là cùng cùng giúp đỡ thôi, nhưng mà chứ là vợ nào cũng nhu ở gà thì chứ cũng biết. thực thực ra sẽ là rất là khó đấy. Tôi thì cũng 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 không rõ là khi mà anh đến với các chị mà các chị cũng biết rồi thì chị đầu tiên có cái phản ứng gì không? Thế rồi gia đình có ý kiến gì không? Thế nhưng mà thôi bây giờ thì mọi sự là nó cũng đã như vậy rồi. Tức là mình có tới ba người phụ nữ, rồi có bốn đứa con. Vâng. Và bản thân mình thì mình thấy là mình đều có trách nhiệm cả. Đấy. Vâng. Vâng, thế nếu như mà mình đều có trách nhiệm cả thì mình cũng đã có tình nghĩa với họ rồi. Thế rồi lại Vâng. có con cái. Thì như ban nãy anh nói là cũng có những lúc đau ốm thì đôi khi là ba người phụ nữ cũng cũng đều gặp nhau cả. Và tình Vâng. hình thì nó cũng không có cái gì mà xảy ra nó những cái nó gọi là mâu thuẫn lớn. Vậy thì bây giờ nếu anh ở hẳn với một chị này thì chắc chắn là chị kia sẽ có những cái mà cảm thấy không hài lòng rồi là có những cái nó cảm thấy tủi thân, tủi phận hay là bực tức. Vậy thì nếu như mình trong trường hợp này gọi là mình cũng hơi đa mang một tí đấy. Và như thế thì bây giờ trách nhiệm của mình thì nó lớn hơn. Mình Vâng. sẽ phải làm sao để quan tâm được. Điều đầu tiên là như anh nói là anh có tới bốn cháu thì mình quan Vâng. tâm được được đến tất cả các Chứ cháu. cho ngắt lời hỏi cái chứ trong Vâng. cái tình nghĩa đó, tình cảm đó, tình cho nên là chứ giữa hai bên này ở chúng chúng rồi như thương thương ngay để được cái là, này là ở chắc vừa đâu. Như tôi nói đấy, tức là vợ đầu là vợ có đăng ký anh ạ. Thế cho Vâng. nên nếu như mà mình ở với vợ đầu thì nó sẽ rất là thuận, bởi vì là ra trước pháp luật là mình là cái người mà thực thi đúng với cái luật hôn nhân gia đình. Thế nhưng Vâng. mà trên thực tế thì anh lại có con với hai cái người phụ nữ khác. Thế Vâng. và ban nãy thì anh cũng có nói là các chị đều biết anh có gia đình rồi. Thế Vâng. thế và hiện nay thì ở trong xóm làng thì như anh mô tả là có vẻ mọi người cũng biết cả. Vì thế cho nên cái việc mà anh ở với người vợ đầu nó thuận lợi, nhưng cái việc mà mình có trách nhiệm mà đối với những đứa con bởi vì mình đã sinh ra nó mà thì Vâng. điều quan trọng là anh phải giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình với một cái người vợ được xem như là người đầu tiên, người Vâng. vợ mà có tình nghĩa với mình từ cái những cái lúc đầu tiên đấy, khi khi mà mình mới bước chân vào cuộc đời, để làm sao Vâng. để cho nó êm đẹp. Và nếu như chị ấy mà có thể gọi là có một chút gì đấy không không đến gọi là khó khăn quá thì cái chuyện ốm đau mình có thể quan tâm đến những người phụ nữ kia. Còn nếu mà Vâng. anh lại ríu rít quá với những cái người phụ nữ sau thì thật sự người phụ nữ đầu sẽ rất chạnh lòng, phải không ạ anh nhá?
nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn chương trình nhé. Vâng, chào anh ạ.